Quý khán giả thân mến, buổi báo cáo đồ án tốt nghiệp liên ngành đầu tiên của trường đại học FPT Cần Thơ vừa diễn ra ngày 22 tháng 8 vừa qua. Đây cũng là đồ án tốt nghiệp mang tính tiên phong của nhà trường trong việc kết hợp sinh viên ở nhiều ngành, lĩnh vực tham gia thực hiện chung một đồ án. Với sự năng động đoàn kết trong thực hiện đồ án, hai nhóm sinh viên liên ngành đã tạo ra hai sản phẩm thực tế, tạo được sự quan tâm của các doanh nghiệp tham gia buổi báo cáo này. Với sự hướng dẫn của các giảng viên thuộc bộ môn trải nghiệm khởi nghiệp, Board Game, Tích Diệt và Grow Coloring Book là hai đồ án tốt nghiệp liên ngành đầu tiên của trường đại học FPT Cần Thơ. Điểm đặc biệt của buổi báo cáo tốt nghiệp này chính là sinh viên thuộc mỗi đồ án liên ngành sẽ lần lượt trình bày từng nội dung của đồ án bằng tiếng Anh. Trong đó, Board Game, Tích Diệt là đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên đến từ các chuyên ngành thiết kế mỹ thuật số, kỹ thuật phần mềm, kinh doanh quốc tế và quản trị khách sạn. Còn đồ án tốt nghiệp Grow Coloring Book được thực hiện bởi nhóm sinh viên chuyên ngành thiết kế mỹ thuật số và Digital Marketing. Cả hai đồ án đều nhận được sự đánh giá cao từ phía hội đồng. Sau khi mà kết thúc cái buổi bảo vệ đồ án liên ngành hôm nay thì tụi em đã nhận được những cái sự góp ý rất là chân thành và chi tiết từ hội đồng. Từ đó tụi em có thể cải thiện và không ngừng phát triển cái sản phẩm của tụi em đến cái mức độ cuối cùng để tụi em có thể đưa ra thị trường một sản phẩm hoàn chỉnh nhất. Trong buổi báo cáo đồ án hôm nay, em đã cảm thấy sự trưởng thành của cả đội. Sự thành công của nhóm không những chỉ có phần thuyết trình mà các sản phẩm và mọi thứ tụi em đều cảm thấy là nó tốt hơn so với cái ban đầu. Và khi mà ban hội đồng giám khảo chấm điểm và nhận xét thì em thấy rằng là tụi em cũng còn những một số khuyết điểm cần phải cải thiện. Thì đó là một những cái startup đầu tiên cho tụi em phải tiến bộ thêm và trưởng thành hơn sau này. Và tụi em rất là biết ơn về điều đó. Tham gia buổi báo cáo, các doanh nghiệp tham gia buổi báo cáo cũng đánh giá tích cực về tính thương mại của cả hai đồ án. Đặc biệt thông qua tấm dép vàng, hai nhóm sinh viên này đã gọi vốn thành công với tổng số tiền 20 triệu đồng cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ để tiếp tục phát triển dự án. Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ các em về mặt một phần về giá trị nhỏ thôi. Thì từ những cái đó cũng có thể tạo nên cái bước đệm cũng như là cho các em thêm một cái phần động lực để các em có thể cố gắng thêm hỗ trợ một phần về các chi phí để các em có thể chuẩn bị tốt hơn. Chắc chắn là trong tương lai thì doanh nghiệp cũng sẽ đồng hành cùng với các em, tại vì về mặt về giá trị về xã hội thì doanh nghiệp cũng đang muốn hướng tới những cái giá trị nhân văn trong cộng đồng. Trong cái đồ án liên ngành này thì chúng tôi mong muốn là sinh viên mình rèn cho sinh viên một cái tâm thế khởi nghiệp, bởi vì trong xuyên suốt cái quá trình các em thực hiện đề tài thì ngoài giảng viên của nhà trường thì chúng tôi còn có một cái đội ngũ mentor từ các doanh nghiệp, mà đội ngũ mentor này hầu hết là những người đã start up thành công, và họ đồng hành cùng cái nhóm này, đồng hành cùng các em sinh viên trong cái nhóm này để hướng dẫn cái đồ án tốt nghiệp của các em. Chúng tôi mong muốn là trong tương lai tất cả các đồ án tốt nghiệp của sinh viên chúng tôi dự kiến là sẽ đi theo cái mô hình là đồ án liên ngành.